Xin được kính chào toàn thể quý thính giả của Việt Catholic. Tôi là đang đè nặng trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta. Xin kính chào. Kính thưa quý khán thính giả của đài Việt Catholic Network, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của năm con rồng, và con rồng sắp sửa lui bước để nhường bước cho con rắn bỏ tới. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế có trình bày cho chúng ta cái câu chuyện của con rắn cám dỗ ông Adam và Eva. Và con rắn, ma quỷ dưới hình của con rắn đã cám dỗ bà Eva và Adam để ăn trái cấm. Và từ cái lúc mà hai ông bà nguyên thủy phạm tội bất tuân phục với Chúa, thì Chúa đã không phạt con người như đã phạt con rắn, nhưng mà Chúa đã hứa ban đấng cứu độ, và đặc biệt Chúa đã tuyên án dòng giống của một người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn, và đó là dòng dõi của Đức Giêsu Kitô, con của Đức Maria. Thưa ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta cũng nhìn thấy chân dung của Đức Maria, hay được trình bày ngài đạp dập đầu con rắn, và đặc biệt là đối với người Mễ Tây Cơ khi kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe của họ đó, thì ở dưới chân tượng Đức Mẹ họ có đề cái dòng chữ Mẹ Maria đạp dập đầu con rắn. Và rồi con rắn cũng đã được nhắc nhở tới khi dân Do Thái dưới sự lãnh đạo của Môi-sen đã dẫn dân ra khỏi đất nước Ai Cập, làm nô lệ ở Ai Cập. Và rồi trong 40 năm trường ở trong sa mạc, trong hoang địa, nhiều người đã ca thán Chúa, và đồng thời Chúa đã phạt bằng cách cho con rắn lửa nó bò ra và cắn chết nhiều người. Nhưng mà rồi trước cái lời khẩn xin của Môi-sen, Chúa lại động lòng thương dân chúng
và Chúa đã truyền cho Môi-se hãy làm một hình của một con rắn lửa bằng đồng và treo lên trên cây giữa sa mạc, và những ai mà bị con rắn lửa cắn thì nhìn lên con rắn đồng kia thì sẽ được cứu độ, sẽ được cứu sống. Chúng ta cũng biết hình ảnh của con rắn đồng ở trong hoang địa, trong sa mạc chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô bị chết treo trên thập giá để trở thành máng ơn cứu chuộc cho chúng ta. Trong Tân Ước cũng có nhiều lần Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến con rắn trong Tân Ước khi Chúa nói với các môn sinh của Ngài: hãy khôn ngoan như con rắn nhưng hiền lành như chim bồ câu. Có lẽ trong năm sắp tới, năm Quý Tỵ, chúng ta cũng chẳng học hỏi được nhiều và chúng ta cũng chẳng có bắt chước con rắn, bởi vì con rắn là một loài khôn ngoan nhưng mà nó khôn lanh lắm. Nhưng mà chắc chúng ta cũng cần phải học hỏi để cầu xin Chúa cho chúng ta một sự khôn ngoan là như Chúa mong muốn chúng ta. Và đặc biệt chúng ta sẽ nhắc nhở tới hình ảnh của con rắn, tới sự khôn ngoan mà chúng ta cố gắng để trau dồi qua vấn đề học Kinh Thánh hoặc là qua vấn đề tìm hiểu các huấn lệnh của giáo hội, các tín điều của giáo hội để chúng ta tăng góp với niềm tin yêu hy vọng của chúng ta. Vì vậy nên trước thềm năm mới, xin được đại diện cho cơ sở của Việt Catholic Network và dân chứa Úc Châu nữa để kính gửi tới quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám Mục, quý Giám Mục, quý Linh Mục Tu Sĩ và toàn thể các vị lãnh đạo của các đoàn thể, các hội đoàn, các cộng đoàn, cùng với tất cả những quý vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo ban, cũng như toàn thể quý vị trên thế giới, một mùa xuân Quý Tỵ an bình và thịnh vượng trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Ước mong rằng chúng ta nhìn về năm mới với tất cả những cái viễn ảnh mới, với tất cả những cái ước mơ cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho dân tộc. Chúng ta cũng ước mong năm mới này sẽ là một năm đánh dấu một cái sự khôn ngoan của mỗi người trong chúng ta. Đặc biệt chúng ta cầu xin với sự khôn ngoan cho các vị lãnh đạo, các đức giám mục, lãnh đạo các giáo phận, cũng như các linh mục tu sĩ, và ngay cả những nhà chính quyền, để họ dùng cái sự khôn ngoan để đem lại cơm no áo ấm cho toàn dân. Còn trong lãnh vực của tôn giáo, xin Chúa soi dẫn các nhà lãnh đạo, các giám mục của chúng ta, để các ngài lèo lái con thuyền của giáo hội qua những cái sóng gió của trần gian. Và đặc biệt mơ ước năm Quý Tỵ cũng là năm sẽ đem lại nhiều cái tự do nhân quyền, những cái sự đổi thay, đổi mới để toàn dân và đặc biệt đối với giáo hội, với những người Kitô giáo chúng ta được thừa hưởng một sự tự do chân chính trong công bằng và công lý. Một lần nữa xin được đại diện cho cơ sở dân chứa Úc Châu cũng như Việt Catholic để gửi tới quý vị lãnh đạo tinh thần cũng như toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Catholic một năm mới khang an và hạnh phúc.